Nhà rỗ tôi cái, tay bận rồi. Tiền, giặt hộ cái xe. Từ mai, cậu mặc áo này đi làm cho tôi. Nhưng đây là đồng phục công ty. Ý kiến thì lên phường. Sếp nhìn kìa, đi làm mà không chịu mặc đồng phục. Sếp, cậu có làm được nữa không? Nhưng trưởng phòng, còn tái phạm một lần nữa thì nghỉ việc. Muốn sống yên ổn thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đã đến lúc lật đổ công ty này rồi.